Ngày 25 tháng 3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, khai mạc giải Việt giã tiền phong chạy tập thể, chạy trực tuyến tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Giải Việt giã tiền phong chạy tập thể thu hút 943 vận động viên tham gia. Trong đó, chạy Việt giã có 18 đoàn với 261 vận động viên, giải nữ trẻ có 77 vận động viên, giải nam trẻ có 59 vận động viên, giải nữ vô địch có 58 vận động viên, giải nam vô địch có 67 vận động viên. Giải chạy tập thể có 22 đơn vị tham gia với 682 vận động viên. Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đã chạy biểu dương và thi đấu ở các nội dung chạy tập thể và chạy Việt giã. Tham gia giải Việt giã tiền phong, Huyện Định Hóa tham gia ở các nội dung đồng đội cá nhân nữ cự ly 3.500m, đồng đội cá nhân nam trẻ cự ly 5.000m, cá nhân nam vô địch 8.000m. Kết thúc giải, vận động viên Dương Thị Ngọc Anh, đơn vị Định Hóa đã giành giải nhất nội dung cá nhân nữ trẻ cự ly 3.500m. Vận động viên Trương Văn Quân đạt giải khuyến khích nội dung cá nhân vô địch cự ly 8.000m.